Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 31 tháng 3 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 29 tháng 2 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Quý Mùi, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cau Trần. Về ngũ hành niên mệnh, dương liễu mộc, ngày quý mùi, tức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc với thủy, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm, dương liễu mộc, kỷ tuổi, đinh sửu, tân sửu, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, tân mùi, kỷ dậu, đinh tỵ, thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày mùi, lục hợp với ngọ, tam hợp với mão và hợi, thành mộc cục, xung với sửu, hình sửu, hại tý, phá tuất và tuyệt sửu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ, tuổi xung trong tháng, tuổi Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Địa Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Âm Đức, tốt mọi việc, sao Mạn Đức Tinh, tốt mọi việc, sao Tục Thế, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Tam Hợp, tốt mọi việc, sao Kim Đường Hoàng Đạo, tốt mọi việc, sao Thiên Ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Đại Hao, Tử Khí, Quan Phú, xấu mọi việc, sao Hỏa Tai, xấu đối với xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa, sao Nhân Cách, xấu đối với giá thú, khởi tạo. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ Thần hướng Đông Nam, Tài Thần hướng Tây Bắc. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 31 tháng 3 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 31 tháng 3 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Tý Mùi tương hại. Điều này sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Với những nỗ lực, cố gắng của bạn có thể sẽ tan thành mây khói chỉ bởi một sai sót vô cùng là nhỏ, và những kẻ xấu bụng chỉ chờ đợi thời cơ này để hạ bệ bạn mà thôi. May mắn là về phương diện tài lộc của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay đang trên đà tăng tiến hơn trước khá chi là nhiều, khi bạn đang gặp được ngày có thực thần ghé thăm. Các thần chiếu mệnh chủ về tiền bạc đặc biệt có lợi cho những bạn làm trong các lĩnh vực kinh doanh hay làm nghề tự do. Bạn có thể sẽ được hưởng một khoản lợi lớn từ những khoản đầu tư trước đó mang lại nhé. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Điều này làm cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với người ấy thật khó để chữa lành khi những hiểu lầm, mâu thuẫn cứ ngày một gia tăng. Và nếu như cả hai chịu lắng nghe những lời chia sẻ của đối phương thì chắc chắn mọi chuyện đã có thể khác hơn rất nhiều. Về cầu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, tình cảm lứa đôi có nhiều rạn nứt. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, vận may về tài lộc tìm đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, hành động thận trọng trong bất cứ công việc nào. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, sức khỏe có dấu hiệu cải thiện đáng kể. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại mình.
Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 57, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu, thứ năm, ngày 31 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Điều này làm cho bạn tuổi Sửu khó có thể giữ được bình tĩnh mà nảy sinh sự tranh cãi, mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Và trong ngày này, thị phi luôn rình rập. Cho nên với bạn tuổi Sửu, tốt nhất là bạn nên tránh xa những chuyện rắc rối, đừng có để cho bản thân mình bị vướng vào rồi lại gây họa thiệt thân. Ngày này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thiên ấn phù trợ, cái điều này sẽ giúp cho bạn nhanh chóng có thể thể hiện được bản lĩnh cũng như là tài năng vô cùng độc đáo của mình. Và đây là cơ hội để cho bạn có được sự quan tâm và ghi nhận, đánh giá cao của đồng nghiệp và cấp trên nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này cho thấy với bạn cần phải đề phòng các bệnh liên quan tới tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột nôn và lưỡi. Và nếu như có bất cứ dấu hiệu gì bất thường, bạn cần phải đi thăm khám bác sĩ và có những biện pháp chữa trị kịp thời bạn tuổi Sửu nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, chớ để nảy sinh những mâu thuẫn, tranh cãi trong tập thể. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, thể hiện được bản lĩnh của bản thân, tạo đà phát triển mạnh mẽ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, chớ nên bỏ qua những dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, tình cảm gia đình ngày càng thêm hài hòa, êm ấm. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, họa thị phi rình rập, cần phải cẩn thận, kẻo lại vướng phải những rắc rối. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 67, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dần, thứ năm, ngày 31 tháng 3 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có chính tài độ mệnh, nhờ thế mà tài vận của bạn trong ngày hôm nay khá vượng, tiền bạc không lo túng thiếu, thu nhập được ổn định cũng sẽ giúp cho bạn vững tâm hơn phần nào trong cuộc sống. Và ngày này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Điều này khiến cho mối quan hệ tình cảm giữa hai vợ chồng lại không được nồng nàn thắm thiết cho lắm. Chuyện bé xé ra to, với bạn tuổi Dần cần phải bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết, chứ không phải để cho cảm xúc lấn át lý trí nhé. Với bạn tuổi Dần, bạn là người có nhiều tham vọng, mong muốn được thực hiện, nhưng không phải lúc nào thực tế cũng đúng như mơ ước của bạn. Nhiều nỗi buồn chất chứa ở trong lòng, có thể điều đó sẽ khiến cho bạn dễ dàng bùng nổ hơn bình thường nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này: tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, tranh cãi không hồi kết, khó được bình yên. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, cần phải mạnh dạn thực hiện những ý tưởng của mình. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, cần phải học cách quản lý về tài chính tốt hơn. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, có nguồn thu nhập ổn định vững vàng. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, đừng cố chấp mà mắc phải những sai lầm. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 40, số 91, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão, thứ năm, ngày 31 tháng 3 năm 2022.
Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi phù trợ. Cho nên công việc của bạn trong ngày hôm nay, kể cả là chuyện thi cử, ứng cử, với bạn trở nên rất hanh thông hơn trước khá nhiều. Với những thành tích mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này, chính là trái ngoặt cho những nỗ lực vất vả của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua nữa nhé. Chưa kể là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão, đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được nhiều tin vui liên quan tới tiền bạc. Và nếu như bạn nhanh tay nắm chắc được cơ hội này thì tiền bạc sẽ cứ theo đó mà đổ về túi của bạn ầm ầm nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân vẫn chưa tìm được một nửa của đời mình. Dường như công việc bận rộn đã khiến cho bạn chẳng còn thời gian và tâm trí nghĩ tới chuyện yêu đương nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, công việc thuận lợi, hanh thông hơn trước. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, không ngừng nỗ lực, thành công sẽ tìm đến. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, nên lưu tâm tới vấn đề sức khỏe của mình nhiều hơn, chớ nên chủ quan. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, đối với những bạn đang còn độc thân, chưa tìm thấy một nửa của đời mình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, tiền tài tăng tín đổ về túi ầm ầm. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 26, số 86, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn, thứ năm, ngày 31 tháng 3 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn trong ngày hôm nay còn nhiều việc cần phải giải quyết, chứ chẳng thể nào được nghỉ ngơi thảnh thơi. Cuồng quay của công việc cuốn bạn đi, có khi với bạn còn chẳng biết hết ngày từ lúc nào nữa nhé. Ngày này với bạn tuổi Thìn, sự bận rộn của công việc khiến cho bạn quên đi ngày tháng. Bạn cố gắng nỗ lực hết sức vì không muốn những công sức mà mình đã bỏ ra trước đó bị đổ xuống sông, xuống bể, đành phải chấp nhận dù là ngày hôm nay bạn phải tăng ca làm thêm giờ nữa. Song với bạn tuổi Thìn trong ngày này, bạn tham công tích việc quá tới mức dễ khiến cho tinh thần của bạn căng thẳng, mệt mỏi mà cơ thể cũng bị kiệt quệ lắm. Vì vậy, bạn cần phải sắp xếp công việc sao cho hợp lý để có được thời gian giữa làm việc và nghỉ ngơi để trạng thái tinh thần của mình được tốt hơn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, sức khỏe kém, dễ mắc các bệnh về dạ dày. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, nên hiểu làm thế nào để có được mục tiêu mà mình đã đề ra. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, nên biết cân bằng cuộc sống và công việc. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, đừng có hiểu sai ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, đừng có ham công tiếc việc mà lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 27, số 84, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, thứ năm, ngày 31 tháng 3 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Mùi Tỵ tương hội. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn tuổi Tỵ không ít may mắn và thuận lợi trong ngày hôm nay. Các mối quan hệ xã giao của bạn có được sự hài hòa, giúp cho đôi bên dễ đưa ra các quyết định về hợp tác đầu tư và cùng có lợi nữa. Và ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ, với sự xuất hiện của chính quan chiếu mệnh lại càng giúp cho bạn củng cố thêm vận trình sự nghiệp cho bạn được tốt hơn. Với những biểu hiện xuất sắc của bạn đã ghi điểm trong mắt cấp trên và mở ra cơ hội thăng quan tiến chức đang đến rất gần nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ,
đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho chuyện tình cảm của bạn được cải thiện đáng kể nhờ biết cách chia sẻ và lắng nghe, cho nên cả hai đều dần thông cảm và thấu hiểu cho đối phương hơn. Mối quan hệ vì thế mà ngày càng thêm khăng khít, gắn bó không rời nữa nhé. Vài câu quýt cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, học cách lắng nghe và chia sẻ để thêm phần thấu hiểu đối phương. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, năng lực được chứng minh, cơ hội thành công sẽ đến. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, tình cảm được cải thiện rõ rệt, đôi lứa cảm nhận được hạnh phúc trong tầm tay. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, sự kiên trì và nhẫn nại chính là chìa khóa giúp cho bạn vươn xa hơn. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, sức khỏe và gặp một vài vấn đề, bạn cần phải sớm điều chỉnh và khắc phục kịp thời. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 39, số 77, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, thứ năm, ngày 31 tháng 3 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn cảm nhận rõ sự may mắn khi nhận thấy mọi việc diễn ra được suôn sẻ và hanh thông tới bất ngờ. Với bạn tuổi Ngọ, bạn còn có được cơ hội hợp tác với những đối tác tiềm năng hay là ký kết được những hợp đồng mới đầy triển vọng, hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận cho cả đôi bên nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có thiên quan giáng họa, và đây là lời cảnh tỉnh nhắc nhở bạn tuổi Ngọ chớ nên chủ quan lơ là mà hành động khinh suất, thiếu đi sự tỉnh táo. Chỉ một bước đi sai lầm, có thể mọi nỗ lực của bạn sẽ tan thành bong bóng xà phòng chỉ trong chớp mắt mà thôi nhé. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này đang có được đào hoa khởi vượng. Đối với những bạn đang còn độc thân, có thể sẽ gặp được một nửa phù hợp với mình khi trong ngày đang gặp được ngày có họa thổ tương sinh. Chỉ cần bạn mở rộng lòng mình, chắc chắn đối phương sẽ nhanh chóng tiến đến và dành trọn tình yêu thương cho bạn nữa nhé. Về câu quýt các bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, cần phải cẩn trọng trong từng hành động, kẻo lại mắc phải sai lầm đáng tiếc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, quý nhân ở bên dẫn đường chỉ lối, giúp cho công việc của bạn được hanh thông thuận lợi. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, hãy mở lòng mình hơn để đón nhận tình yêu đến. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, có được cơ hội về hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng đầy hứa hẹn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, đừng có để lỡ những nỗ lực của bản thân tan thành bong bóng xà phòng. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 24, số 60, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi, thứ năm, ngày 31 tháng 3 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điềm báo, trải qua một ngày vướng phải nhiều công việc rắc rối, gặp phải một mớ hỗn độn. Khối lượng công việc của bạn quá lớn khiến cho bạn bắt buộc phải làm tăng ca thêm giờ. Dù công việc của bạn có nhiều áp lực nhưng bạn cũng cần phải cố gắng và linh hoạt nhé. Với bạn tuổi Mùi trong ngày này có được sự linh hoạt và sáng tạo, cho nên bản mệnh hoàn toàn có thể xử lý được mọi vấn đề mà mình gặp phải một cách nhanh gọn. Với thành công mà bạn giành được trong ngày hôm nay là hoàn toàn có thể được cấp trên cất nhắc lên một vị trí cao hơn, xứng đáng với năng lực của mình, nhờ đó mà tài lộc của bạn cũng không ngừng tăng lên nhé. Có điều, sự thành công trong sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay có thể sẽ phải đánh đổi bởi sức khỏe của chính mình. Cho nên với bạn tuổi Mùi, bạn cần phải biết sắp xếp thời gian cho việc nghỉ ngơi và công việc hợp lý và chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn. Đừng có mãi mê cho công việc mà bỏ bữa, có thể sẽ mắc phải các bệnh về dạ dày, bệnh về đường tiêu hóa nữa đó bạn tuổi Mùi nhé.
Vài câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, sức khỏe bị tổn hao, dễ mệt mỏi. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, công việc bộn bề, khó bề rảnh rang. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, nên biết mục tiêu của mình nằm ở đâu. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, tinh thần căng thẳng do áp lực kéo dài. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, dù làm gì cũng nên chăm sóc cho bản thân mình. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 19, số 70, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày 31 tháng 3 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, điều này sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ lên vận trình tài lộc của bạn trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Thân, bạn nên giữ chặt túi tiền của mình, đừng có cho những kẻ xấu bụng có ý định nhòm ngó tới nhé. Với bạn tuổi Thân, bạn cần phải tỉnh táo và sáng suốt, đừng để cho bản thân mình vì những lời dụ dỗ ngôn ngọt mà sa vào bẫy của những kẻ tiểu nhân liều lĩnh đổ tiền vào những dự án đầy rủi ro, khả năng cao là bạn sẽ mất tiền hơn trong đó nữa. Và trong ngày thứ năm này, với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, điều này cho thấy sức khỏe của bạn có phần nào được cải thiện hơn trước khá nhiều. Đây một phần là nhờ vào những điều chỉnh trong chế độ sinh hoạt của bạn trong khoảng thời gian gần đây. Vì vậy, với bạn tuổi Thân cần phải duy trì và phát huy để có được thể trạng tốt nhất như mong đợi bạn tuổi Thân nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, tình cảm gia đình hài hòa, yên ấm. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, đề phòng có kẻ tiểu nhân luôn chờ đợi cơ hội để hãm hại bạn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, cẩn thận vì tin người mà mất tiền mang tật. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, hãy tỉnh táo và sáng suốt, đừng có liều lĩnh hành động. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, sức khỏe cải thiện hơn nhờ biết điều chỉnh chế độ sinh hoạt. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 18, số 69, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày 31 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, điều này cảnh báo cho bạn cần phải mềm mỏng và linh hoạt hơn, nếu không người phải chịu thiệt thòi chính là bạn. Tử vi cho thấy trong ngày hôm nay với bạn tuổi Dậu có thể sẽ mất một số tiền lớn nếu như bạn cứ cố chấp làm theo ý của mình. Và với bạn tuổi Dậu trong ngày này, cái chuyện đầu tư kinh doanh không có thể chỉ dựa vào vận may. Có thể lần trước là bạn may mắn, thành công, thu tiền về tay, nhưng không có nghĩa lần này cũng vậy. Với bạn tuổi Dậu có thể sẽ mất tiền, mất của vì sự ngang bướng của mình nữa đó nhé. Và ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này cho thấy con đường tình duyên của bạn mệnh đang có được những dấu hiệu khởi sắc. Và biết đâu đó trong lúc khó khăn với bạn lại có người đưa tay ra giúp đỡ, đơn giản chỉ vì tình cảm mà người ấy dành cho bạn mà thôi. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, chớ nên để tiền bạc trôi đi trong chớp mắt. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, cần phải quyết đoán và sáng suốt hơn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, đừng quên nói lời yêu thương. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, tình cảm đã chín mùi. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, có nhiều cơ hội để có được điều mình mong muốn. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 89, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn.
Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày 31 tháng 3 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, thìn Tuất Sửu Mùi. Cái điều này sẽ khiến cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay một ngày trôi qua chẳng mấy yên lành. Lục đục trong nội bộ, mâu thuẫn triền miên là nguyên nhân chính khiến cho các mối quan hệ của bạn trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Và trong ngày này với bạn tuổi Tuất, dù là trong gia đình hay là ngoài xã hội, bản mệnh cũng nên kiềm chế bản thân, đừng có để cho sự nóng giận làm hỏng đại cục của mình. May mắn là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có chính Ấn Độ mệnh, cho nên công việc của bạn có phần nào được ổn định hơn. Với năng lực sẵn có, bạn hoàn toàn có thể xử lý được mọi công việc một cách nhanh chóng mà không cần phải nhờ tới sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Cấp trên cũng có thể dễ dàng nhìn ra được tiềm năng ở bạn nữa. Còn về phương diện sức khỏe của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này lại không được tốt cho lắm, do bạn đang bị ảnh hưởng tiêu cực của thổ khí vượng gây ra. Với bạn tuổi Tuất, bạn nên dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc cho bản thân mình, chứ đừng có bỏ bê mình thêm nữa, bệnh tật sẽ chẳng trừ một ai cả nhé. Về cầu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, hãy học cách kiềm chế bản thân mình. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, luôn nỗ lực không ngừng, cấp trên sẽ sớm nhận ra tiềm năng ở bạn. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Thổ, năng lực sẵn có giúp cho công việc của bạn được hanh thông, thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, sức khỏe bị ảnh hưởng khá nhiều, bạn cần phải đặc biệt lưu tâm. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, lục đục trong nội bộ, mâu thuẫn triền miên khiến cho mối quan hệ trở nên căng thẳng. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 52, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi dần. Tử vi tuổi Hợi thứ năm ngày 31 tháng 3 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho con đường công danh sự nghiệp của bạn thêm phần hanh thông rộng mở hơn. Và trong ngày này với bạn tuổi Hợi, các mối quan hệ xã giao của bạn có được sự hài hòa cũng chính là nhân tố khiến cho cơ hội phát triển mở ra trước mắt bạn ngày càng gần hơn nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thương quan giáng mệnh. Điều này làm cho bạn không được chủ quan, hành động nóng vội để rồi xảy ra những sai sót đáng tiếc, nhất là trong chuyện làm ăn, kinh doanh, buôn bán, càng cần phải tỉnh táo, cẩn thận hơn nếu như không muốn tiền bạc thất thoát, thua lỗ bất ngờ. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân vẫn chưa thể thoát khỏi được những vết thương lòng trong quá khứ để có thể tiếp nhận được tình cảm của mọi người xung quanh. Và với bạn tuổi Hợi, bạn đừng có tự cô lập bản thân mình thêm nữa, hãy mở lòng mình hơn và sẵn sàng đón nhận tình yêu tới với mình đi bạn tuổi Hợi nhé. Về cầu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, trở nên lơ là về sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, con đường công danh sự nghiệp ngày càng được rộng mở. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, các mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa giúp cho công việc của bạn thêm phần được thuận lợi. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, hành động nóng vội có thể sẽ gây ra tai họa bất ngờ. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, đối với những bạn đang còn độc thân, khó thoát khỏi được tổn thương trong quá khứ. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 30, số 96, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Mão, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.